Xin kính chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Phê Bóng Đá. Hãy bấm đăng ký kênh, bật chuông thông báo sau khi xem hết video này để đồng hành cùng chúng tôi cũng như đồng hành cùng đội tuyển Việt Nam. Nhận định trận đấu U20 nữ Nhật Bản và U20 nữ Việt Nam diễn ra vào lúc 18 giờ ngày 4 tháng 3, tức là vào chiều tối ngày mai, trong khuôn khổ vòng bảng vòng chung kết U20 nữ châu Á 2024. Nhật Bản là cường quốc thế giới về bóng đá nữ. Khi một đội tuyển quốc gia đứng ở top đầu thế giới thì chất lượng của các đội trẻ hẳn nhiên là rất cao. Trong lịch sử 10 lần tổ chức giải U20 nữ châu Á, Nhật Bản đã giành đến 6 chức vô địch trong 7 lần giành vé vào chung kết. Con số ấy cho thấy sức mạnh thống trị của đội bóng nữ trẻ của xứ mặt trời mọc ở sân chơi này. Đến với Uzbekistan lần này, đội đương kim vô địch hẳn nhiên cũng là ứng cử viên nặng ký nhất cho chức vô địch. Để chuẩn bị cho mục tiêu bảo vệ thành quả đang nắm giữ, huấn luyện viên Kano Michisa đã có quá trình chuẩn bị rất kỹ lưỡng với quỹ thời gian khá dài. Cũng cần biết thêm rằng Nhật Bản đi thẳng đến vòng chung kết chứ không cần phải tham gia các trận đấu ở vòng loại như U20 nữ Việt Nam. Đội tuyển nữ Việt Nam đứng hạng 6 châu Á, tức nếu so với thứ hạng không quá cách biệt so với Nhật Bản, chỉ cách nhau 5 thứ hạng, nhưng trình độ chuyên môn giữa hai đội có sự chênh lệch khá lớn. U20 nữ Việt Nam và U20 nữ Nhật Bản chưa có một lần đối đầu trong quá khứ, nhưng dự đoán sự khác biệt giữa hai nền bóng đá sẽ được thể hiện trong trận đấu mở màn ở vòng bảng U20 nữ châu Á 2024 lần này. Với U20 nữ Việt Nam, việc rơi vào bảng đấu có 3 đối thủ đã từng có tổng cộng 8 lần lên ngôi ở giải U20 nữ châu Á là một thách thức rất lớn. Sẽ là lạc quan nếu đặt mục tiêu tiến sâu cho thầy trò huấn luyện viên Akira ở giải đấu lần này. Đích nhắm của U20 nữ Việt Nam sẽ chỉ là thi đấu để học hỏi kinh nghiệm nhằm nâng cao chuyên môn cho bản thân. Chiến thắng hoặc thậm chí hòa chỉ là điều gần như khó có thể hy vọng đối với U20 nữ Việt Nam, bởi Nhật Bản được đánh giá cao hơn rất nhiều. Dù vậy, đây là cơ hội để đoàn quân của huấn luyện viên Akira thử sức mình. Nếu các cầu thủ U20 nữ Việt Nam ra sân với tinh thần tốt nhất, sự tập trung cao nhất, chắc chắn U20 nữ Việt Nam hoàn toàn có thể gây khó khăn cho nhà đương kim vô địch. Theo lịch thi đấu, U20 Việt Nam sẽ lần lượt chạm trán U20 nữ Nhật Bản, U20 nữ Triều Tiên và U20 nữ Trung Quốc tại bảng B vòng chung kết U20 nữ châu Á 2024. Đội tuyển U20 nữ Việt Nam được dự báo sẽ phải đối mặt nhiều khó khăn tại vòng chung kết nữ U20 châu Á 2024 khi nằm chung bảng với Trung Quốc, Nhật Bản, Triều Tiên. Cả ba đội bóng ở bảng B với Việt Nam đều được đánh giá là cao hơn. Tuy nhiên, nếu muốn thành công, đội tuyển U20 nữ Việt Nam cần tự tin và hướng đến mục tiêu giành kết quả tốt nhất. Theo lịch thi đấu, U20 nữ Việt Nam sẽ bắt đầu hành trình của mình tại Uzbekistan bằng màn chạm trán với Nhật Bản vào lúc 18 giờ ngày 4 tháng 3 trên sân Tashkent. Vào lúc 15 giờ ngày 7 tháng 3, thầy trò huấn luyện viên Akira Riji sẽ bước vào lượt trận thứ hai gặp U20 nữ Triều Tiên, tiếp tục là trên sân Tashkent. Và đội tuyển U20 nữ Việt Nam sẽ khép lại vòng bảng bằng trận đấu với U20 nữ Trung Quốc vào lúc 15 giờ ngày 10 tháng 3. Vòng chung kết giải U20 nữ châu Á 2024 được tổ chức tại Uzbekistan từ ngày 3 đến ngày 16 tháng 3 năm 2024 với sự góp mặt của 8 đội bóng xuất sắc nhất châu lục. Tất cả sẽ thi đấu vòng tròn một lượt tính điểm mỗi bảng, sẽ chọn ra 2 đội nhất và nhì mỗi bảng để vào bán kết. 2 đội thắng ở bán kết sẽ gặp nhau tại chung kết để tranh chức vô địch. 4 đội có thành tích cao nhất ở vòng chung kết sẽ được giành vé tham dự vòng chung kết FIFA U20 nữ thế giới 2024 diễn ra vào 31 tháng 8 năm 2024 tại Colombia. Trước đó, để chuẩn bị tốt nhất cho giải đấu, đội tuyển U20 nữ Việt Nam đã hành quân sang Uzbekistan từ ngày 21 tháng 2 để có thêm thời gian thích nghi với điều kiện thời tiết. Nhiệt độ trung bình là 10 độ C tại Tashkent, Uzbekistan. Trong quá trình này, đoàn quân của huấn luyện viên Akira Riji đã có 2 trận đấu giao hữu quan trọng với chủ nhà Uzbekistan. Đây được xem là màn tổng duyệt để ông thầy người Nhật Bản đưa ra quyết định cuối cùng về danh sách cũng như sắp xếp lối chơi tốt nhất cho đội bóng. Ở trận đấu đầu tiên, đội tuyển U20 nữ Việt Nam xuất sắc cầm hòa 1-1 trước chủ nhà U20 nữ Uzbekistan dưới trời mưa tuyết và nhiệt độ dưới 0 độ C. Còn ở trận đấu thứ hai diễn ra sau đó, đội tuyển U20 nữ Việt Nam đã giành chiến thắng 4-1 trước đội bóng chủ nhà Uzbekistan ngay trước thềm vòng chung kết U20 nữ châu Á 2024. Ngọc Minh Chuyên lập cú đúp, Nguyễn Thị Mai Hương và Vũ Thị Hoa là những người đã lập công để mang chiến thắng về cho đội tuyển U20 nữ Việt Nam. Kết quả này giúp cho U20 nữ Việt Nam tự tin để hướng đến việc giành kết quả tốt nhất trước các đối thủ được đánh giá là cao hơn tại vòng chung kết U20 nữ châu Á 2024. Đội tuyển U20 nữ Việt Nam sẽ gặp các đối thủ được đánh giá là cao hơn hẳn ở vòng chung kết U20 nữ châu Á. Vì thế chúng tôi được động viên nhau phải chuẩn bị kỹ lưỡng, cố gắng hơn nữa trong thời gian này. Huấn luyện viên Akira Riji cũng đã luôn nhắc chúng tôi là đại diện của bóng đá Việt Nam nên phải nỗ lực, quyết tâm vì mà có sắc áo. Thủ môn Kiều Mỹ chia sẻ trước khi đội tuyển bước vào giải đấu. Để chuẩn bị cho trận đấu ra quân, sáng ngày 2 tháng 3, toàn đội đã có buổi tham quan và đi bộ tại sân đấu chính thức ở trận đấu đầu tiên gặp đội tuyển U20 nữ Nhật Bản. Do thời tiết có mưa tuyết dày nên thời gian đi bộ không kéo dài. Tuy nhiên, ban huấn luyện cũng nhắc nhở các vận động viên cảm nhận và làm quen với mặt sân.
chuẩn bị cho khả năng có tuyết hoặc mưa sẽ diễn ra và làm cho sân trơn hơn nhiều và gây ảnh hưởng đến sự chính xác của các đường bóng cũng như tăng khả năng bị chấn thương. Sau đó, huấn luyện viên Akira Lizzi cũng cho các cầu thủ tham gia hoạt động chụp ảnh và ghi hình phục vụ cho công tác truyền thông của giải đấu. Các cầu thủ đều tỏ ra hào hứng và mong muốn có thể lưu lại nhiều khoảnh khắc đẹp trong lần đầu tham dự giải đấu lớn nhất cấp độ trẻ tại châu lục. Và đây cũng là điểm kết cho câu chuyện ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Đừng quên bấm nút đăng ký kênh, bật chuông thông báo và chia sẻ. Còn bây giờ thì xin nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại.